Rồi bây giờ em xem bé nó đã ngủ chưa nha. Hồi nãy có những cái video mà em bé nhảy 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 đấy, tay chân múa máy đấy là chị đã lưu ở đất đấy. Chứng tỏ em bé này kiểu rất cảm thụ với cái âm thanh bên ngoài. Bố có làm nhạc sĩ nghệ sĩ gì không? Không. Chứng tỏ bà này bà làm nhạc sĩ gì mà cứ mỗi lần con bà đạp là bà cười. Lúc nãy cười ít đúng không? Cứ thấy con bà đạp là bà cười nhiều hơn đúng không? Thấy con đạp không? Em có thích bác sĩ mà lưu lại những cái khoảnh khắc lại lại của con như này không? Có. Có đúng không? Yêu nhau 1 năm cũng được. Yêu nhau 1 năm là hợp lý, tìm hiểu nhau sát sao rồi. Thế bây giờ thì nhìn rõ chân với cả tay với các thứ của con chưa? Đấy, siêu âm lần hai là nó hình dung được rồi đúng không? Bây giờ là mình định vị được rồi đúng không? Đây là tim, đây là tay, đấy, đây là chân, thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Thấy không? Thấy như nó uốn éo, uốn éo. Em đi khám thai được mấy lần? Và thì tất cả các lần chồng được đi khám với em hay là có lần nào đi một mình không? Chưa bao giờ đi một mình. Em là một trong những người phụ nữ hạnh phúc. Rồi mang bầu ấy, mang bầu ấy là kế hoạch sinh con là trong kế hoạch không hay là vỡ kế hoạch? Lấy chồng, ông lấy ông này có nằm trong kế hoạch không? Có, là trong dự định của em đúng không? Kế hoạch đúng không? Đạt mọi kế hoạch đúng không? Em thấy khi nào mà thấy đạt kế hoạch em thấy vui hơn không? À. Có những cái người đạt được như thế, nghĩa là lấy ông chồng mình mong muốn, có bầu đúng lúc cái thời điểm mà mình cần. Còn rất nhiều trường hợp không đạt được như thế, có lý do làm vỡ kế hoạch, có nghĩa là cái thời điểm đấy mình chưa muốn có con, thế tự nhiên nó lại có xuất hiện ở thời điểm đấy, nó mang một cái tâm trạng là lo lắng lúc đấy, tự nhiên đến mà chưa chuẩn bị về tài chính, chưa chuẩn bị về mọi thứ ấy, thì đứa bé của mình nó bị dội một cái thông điệp đến nó là sự lo lắng. Còn như em á, đứa bé rất là vui. Khi chị khám thai á, là chị cũng thấy nó thể hiện cái sự phấn khích ra bên ngoài đúng không? Nó cười ít như mẹ nó. Nhảy nhót lúc là tôi mới có 10 tuần thôi đấy. Nhưng mà 20 tuần em mới có thể cảm nhận em bé đạp. Nó đã đạp rồi nhưng mà trên siêu âm thì em thấy thôi. Nhưng mà khi em bé đạp mình cảm nhận được là phụ thuộc vào cái dây cái nhau của nó này. Mỡ, lớp mỡ này. Thì thông thường á, nếu mà người nào gầy lắm á, gầy gầy lắm thì khoảng 15 16 tuần là thấy. Còn thông thường là khoảng 20 tuần thì mình sẽ thấy ha.